Nhu cầu với dịch vụ cho thuê quần áo tăng đang hấp dẫn các hãng bán lẻ quần áo lớn từ Macy's tới NYC&Co, Bloomingdale's hay Banana Republic. Chị Lisa Battito là người không thích mặc lạc đồ và chị sẵn sàng trả phí hàng tháng để thuê quần áo, từ quần áo hàng ngày đến đồ đi chơi và cả đồ hiệu. Chiếc váy này hiệu Jason Hu, còn cái này hiệu Christian Siriano. Đều là những hãng tôi yêu thích. Chiếc váy Jason Hu có giá gần 2.000 đô la, tương đương hơn 40 triệu đồng. Còn chiếc Christian Siriano thì khoảng 1.300 đô la, tương đương 30 triệu đồng. Nhưng chị Patito không phải trả giá đó. Chị trả mỗi tháng chỉ khoảng 277 đô la, tức là chỉ hơn 6 triệu đồng một tháng để thuê những đồ thời trang hot nhất mùa. Các hãng thời trang hàng đầu và trung tâm thương mại đang chạy đua để đáp ứng xu hướng thuê quần áo ngày càng nở rộ. Người tiêu dùng mặc đồ, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Họ có thể không muốn mặc lại nữa. Thế là họ tìm cách có nhiều đồ khác nhau mà không phải mua liên tục. Hãng Lotus giờ lớn mạnh đến nỗi đã mua được cả chuỗi trung tâm thương mại cao cấp Lord & Taylor. Họ sẽ dùng 38 địa điểm trong chuỗi này chỉ để trưng bày đồ cho thuê và nhận trả đồ. Hiện ngành kinh doanh cho thuê mới chiếm chưa đầy 1% tổng thị trường thời trang, nhưng tốc độ tăng trưởng của nó là 2 con số. Một tín hiệu đáng mừng cho ngành này và cả cho môi trường, vì cuối cùng cũng đã xuất hiện một giải pháp chặn đứng được tình trạng mua sắm không ngừng và xả thải cũng không ngừng của các tín đồ thời trang.